là một loại dược liệu quý dễ tìm. Từ lâu, hẹ đã được cha ông ta sử dụng chữa trị nhiều bệnh như đau răng, ho, cảm, đái dầm, đặc biệt là táo bón. Thời gian vài năm gần đây, con người có xu hướng quay về sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên ngày một gia tăng. Cũng chính vì vậy mà công ty cổ phần dược phẩm Minh Hà đã đầu tư và phát triển dùng dược liệu hẹ để biến ra sản phẩm tinh bột hẹ Hetakil với nhiều ưu thế vượt trội trong điều trị táo bón. Thưa chuyên gia có thể cho chúng tôi biết tại sao hẹ được xem là một trong những dược liệu quý và nó có tác dụng gì cho việc chữa bệnh ạ? Theo y học, hẹ có vị cay, chua, hăng tính ấm, chứa hợp chất sulfosavarin, chất đắng và hoạt chất odorin, tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm, chứa hàm lượng chất xơ rất cao, có khả năng làm mềm phân, chữa lành tổn thương và phục hồi hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Cũng như nhiều dược liệu khác, khâu chọn giống vô cùng quan trọng bởi nó quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm sau này. Thưa kỹ sư, ông có thể cho mọi người biết là làm cách nào để trồng hẹ cho thật hiệu quả và mình cần lưu ý những gì để cho hẹ phát triển thật tốt không ạ? Hẹ sinh học tốt hơn ở phần đất màu mỡ, phì nhiêu, tơi xốp, đặc biệt là phần đất cát thịt. Cho nên chúng ta cần phải chủ động hệ thống tưới tiêu để hẹ được phát triển tốt hơn. Cái khó ban đầu là hẹ hay chết nhát ở cái phần mọc đầu tiên. Cho nên chúng ta khắc phục điều đó bằng cách là cắt bớt phần gốc để giúp cho sự tái sinh của hẹ và để cho nhánh và lá hẹ được phát triển một cách hiệu quả hơn. Đến khi thu hoạch, hẹ được phân loại kỹ càng. Chỉ những cây hẹ khỏe mạnh, hàm lượng dinh dưỡng cao mới được chọn để chế biến. Vì thế mà vùng trồng dược liệu được Bộ Y tế cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GACP, WHO về trồng trọt và thu hái dược liệu tốt.